말은 이제. Quẹo lựa luôn bà con cô bác ơi, ngồi chờ mỡm là ạc dởm, mà ngồi chèm bẹp là ạc đẹp luôn, ạc vừa ghé là vừa ngon. Các bà con có nhu cầu mua ạc thì hãy vào webshop kho@.vn nha, .vn chứ không phải chấm bỏ ngoại. Thành rau má nó, các bạn nhìn ai cứ đấu chó kìa. Con nó thấy năm con AD cái mặt của nó hấn hở một cái đậu thanh nó luôn bà con. Giống như là năm miếng thịt nạc cho nó vậy đó. Đậu hồng, đậu đỏ, đậu nành, đậu xanh, đậu đen. Nói chung là hợp cảnh đậu đi các bạn. Còn bây giờ là hút le. Xin chào tất cả ba con, cô bác, anh chị em, cô dì, chú thím nha. Đã ghé xem cái kênh cả YouTube Penny Gaming TV của em nha. Ở thì trận đấu này không biết ông cố nội nào tăng cơ để vô combat của chúng ta. Cái này căng à. Nhưng mà không sao, mọi thứ thì nó cũng đã lỡ rồi. Bây giờ có lối thì nó cũng vậy thôi bà con. Giờ thân nào nấy lo thôi chứ không nào lo cho nào được các bạn à. To xa thủ không mà. Rồi không sao ha. Thì trận đấu này thì mình sắm vai trò là hai đường luôn. Một là đường mid, hai là đường SP luôn. Các bạn cũng thấy rồi, mình chọn thêm con đường phụ trợ luôn mà. Chứ giờ mình không lên ai lên các bạn. À mà nè, không biết là có bạn nào biết cái vị tướng này là vị tướng gì không ta? Ở thì cái vị tướng này thì nó cũng đã bị thất truyền rất là lâu rồi các bạn à. Rất ít người sử dụng nha. Nhưng mà các bạn hãy sử dụng lại đi. Vì cái vị tướng Joker này nó rất là mạnh. Nó chơi rất là đa dạng luôn. Các bạn có thể vừa đi support này, lỡ SP này các bạn. Cái thứ hai các bạn có thể đi mid cũng được. Cái thứ ba các bạn có thể đi lên rồng. Và nói thật với các bạn là tất cả các lane nó đều đi được hết. Ngoại trừ đi rừng thôi là mình chưa thấy có ai thôi. Và thậm chí mình cũng chưa dám thử các bạn à. Nhà có chó không anh ơi? Cái đậu xanh nó luôn. Chơi nãy giờ farm bình thường hoài bực bội quá luôn á. Mày farm gì? Cái đậu xanh mày con quái của bố Âu Cơ nè. Anh thật. Bớt cười quê giùm cái anh ơi. Chơi luôn anh em. Cứ kiên như mấy này chơi bấy với nó luôn. Tức là quốc. Thế là chơi thế đập hình suốt xác luôn, đậu xanh rau má tụi bay. Quýnh tao đi, thoải mái nè. Trời ơi, nó còn hồi máu tóc biến mà. Đặc biệt thêm chiêu 2 mà, đậu xanh núp nè. Hát sợt. Không tin lần này bắn hụt nữa các bạn. Hát sợt. Coi như các bạn chưa thấy gì đi ha. Tui qua trước mình. Thôi bỏ đi các bạn. Cái nào khó quá thì mình bỏ qua thôi, đúng không các bạn? Trời, má này chấp nhất làm gì? Chẳng qua mình không thấy sai thôi, bắn bừa thôi. Chỉ nghe cứ gặp hoài gì thôi. Giờ là chúng ta tập trung vào trận đấu này. Chứ xàm xàm vậy hoài đấu được các bạn. Ok, thôi bây giờ chúng ta sẽ làm những gì tiếp theo nè. Nhưng mà chúng ta sẽ né cái khu vực bùa đỏ của thằng đường bên kia ra nha. Vì hồi nãy các bạn thấy rồi đó, là ngu đừng đi đách, nó ăn bùa xanh xong rồi. Bây giờ nó đang farm bùa đỏ đó, các bạn mà đứng bên cái bụi mà bùa đỏ nó ra nó úp sọt các bạn là các bạn chết ha. Vì cho nên là bây giờ mình sẽ né cái rãnh khu vực mid bên tay bùa đỏ của nó ra. Mình sẽ đi qua mình đứng cái rãnh bên con rồng này các bạn. Né nó ra nha, để không có tích điểm nội tại ra giết các bạn đó. Thì là bây giờ mình đứng đây mình cam coi là thằng mid nó chạy rồi xong rồi, áo thâu vào bỏ mà giờ lượm ơi. Vô tình lượm được bí kíp luôn. Đầu xanh nó phe nó đe. Cái đấy nó phe gì đâu á bà con. Farm lẹ xong xuống hỗ trợ tem chứ. Trời ơi luôn, dần gần nó chết tem nó náo loạn rồi các bạn ơi. Rồi xong, áo thâu vào bỏ mẹ rồi lượm ơi. Ơi anh bò nè các bạn. Anh bò chạy đâu anh bò ơi. Hết sọt. Anh này chạy hả? Nào nữa. Chết rồi các bạn à. Ý như là mua đường đi đá đang ra các bạn ơi. Trời. Chơi nó luôn. Bệnh cửa kim mấy này các bạn. Mình có chiêu 2 mình không có ngán đó nha. Ví dụ mà nó có thả anh tiêu vô mình á thì bật chiêu 2 lên, nó là sẽ thương vật lý các bạn à. Và chiêu 2 của vị tướng Joker này các bạn đi biết rồi. Những cái vị tướng như nào mà thiên về công vật lý á, nó bay vô các bạn, bật chiêu 2 lên cho mình là không có dính một tí xíu máu nào luôn. Vì chiêu 2 của vị tướng Joker này là miễn sát thương công vật lý nha các bạn ơi.
À mà nè, các bạn hãy lưu ý giúp mình cái điều này nha. Thì cái skill 2 của vị tướng giấc cơ này nó chỉ giúp cho các bạn là miễn sát thương công vật lý thôi. Chứ còn mà sát thương phép á, nó bay vô các bạn mặt các bạn khi mà các bạn bật chiêu 2 lên là vẫn dính bình thường nha. Cho nên khi chơi cái vị tướng giấc cơ này các bạn né mấy anh xạ, mấy anh gọi là mấy anh pháp sư ra. Thì không nó ban skill. Ê, trời, bật chiêu 2 lên. Như gãy rẻ vậy anh. Anh răng mấy kia ra anh ơi, đừng răng em anh ơi. Anh răng em mà sao dính máu được mà răng biết luôn á. Rồi bỏ mẹ anh ra dách rồi các bạn ơi. Úi giời ơi, lên dĩa rồi. Ôi, úi giời ơi, ăn bùa đỏ kìa. Úi giời ơi. Trời ơi, lụm được bùa đỏ luôn rồi. Úi giời ơi. Ôi vậy Nhiếm ơi. Rồi xong Nhiếm rồi, đậu xanh qua nhà ta mà nó gây gớm các bạn à. Gây gớm thì bị gớm ghê tán thôi. Tôi cắm đầu tôi chạy được. Tôi có chiêu 2 mà. Mình mà nói gì các bạn chứ. Khi mà mình mà chơi con đấu tố hoặc là con nắc đốc hay là con mu rừng đi cũng vậy nữa. Khi mà mình gặp thằng gió cơ, mình rất là ngại để mà răng nó hoặc là mình bam skill của nó các bạn à. Vì sao các bạn? Vì mỗi lần mà bay những vị tướng như gấu chó này, nắc đốc, mu rừng này mà bay vào xả chiếc thương, nó bật chiêu 2 lên, không có dính đam gì hết. Cho nên là rất là ngại luôn các bạn à. Không biết các bạn sao chứ còn riêng mình là mình nói thật cái quan điểm mình là loại vậy luôn á. Cho nên mà khi mà các bạn chơi vị tướng gió cơ á, những cái vị tướng mà công vật lý nó rất là lười mà bam skill mà các bạn, vì nó nghĩ là nếu mà nó có dùng ảnh tiêu bay bảo giết các bạn bật chiêu 2 lên là chả thấm đâu vào đâu cả. Nhưng mà nè, chính vì vậy cũng đừng có hổ báo cáo chồn nhiều quá nha các bạn. Đây điển hình như anh gấu chó nè, đấy anh ấy tưởng anh bự các bạn, bự thiệt, cái bụng nó bự các bạn à. Dảnh bụng liền, đậu xanh nó đau đói rồi, vô nhà người ta đừng có ghê gớm. Ghê gớm là bị gom ghế tán thôi các bạn. Điển hình như Nhiếm và giường Nhiếm xong là tới gấu chó các bạn. Qua nhà người ta bớt làm giọng mẹ giọng cha ra nha các bạn nha. Qua mà làm ba cái giọng mẹ giọng cha là ăn ghế đó, đậu xanh nó luôn. Á đù nà ní bánh toán dữ bay. Hết sợt. Yeah, thôi nãy giờ bắn bao giờ rồi. Đâu cỡ chục phát mới dính được cái đó. Trời ơi. Ôi, không sao được, cái an ủi cũng được kìa các bạn ơi. Trời ơi, tao nói nó phe cố luôn á bà con. Mu rừng nó cũng hết hồn lắm á. Ý, tận dụng tem của nó chưa ra kịp thì mình sẽ lấy thêm cái trụ phía trong luôn nha các bạn nha. Bây giờ là ý, mu rừng ra rồi. Không sao đâu, sợ này các bạn, nãy giờ thọt với mình rồi. Cho mày khe đó hả? Mày lại sợ mày quá cơ. Thôi bây giờ là mới giải tán thiệt nè. Bây giờ mà mình mắm vô mình phá trụ là nó tán không trượt phát nào đấy nha các bạn nha. Thì nãy các bạn có nhìn kỹ không? Là khi mà mình dùng cái ân tiêu á, cái chiêu cuối của mình là cái bơm thúi đó các bạn. Thì mình không nhớ là cái bơm gì, nhưng mà mình chỉ biết đó là bơm thúi thôi. Bơm là phải thúi các bạn à. Cái bơm mình xanh lè luôn là phải thúi thôi. Thì cho nên là mình gọi đó là skill bơm thúi ha. Khi mà các bạn dùng cái bơm thúi á, thì trong cái lúc mà các bạn thi triển cái động tác đó, mọi cái hưởng khống chế á, nó không có vào được các bạn nha. Điển hình như nãy các bạn để ý kỹ không, bạn cứ tua lại pha đó là thằng ngu đừng nó dùng chiêu 1 luôn. Nhưng mà mình dùng cái ân tiêu cho nên là nó không thể làm choáng mình được nha. À mà nè các bạn ơi, với lại là khi mà các bạn dùng cái ân tiêu của vị tướng giấc cơ này chúng người ta xong á, các bạn đáp xuống đất lại á, thì các bạn sẽ được tăng tốc độ đánh rất là nhiều luôn. Hình như là tăng theo cấp hay sao đó. Và cấp cuối cùng của nó mình nhớ không lầm là như 100% đó các bạn. Rất là hữu dụng luôn, đánh rất là nhanh luôn các bạn à. Cho nên là cái bộ ngọc của vị tướng giấc cơ này mình dùng á, mình không dùng ngọc tốc độ đánh và tốc độ chạy nha. Vì sao các bạn? Vì không cần thiết, vì mình đã có cái ân tiêu nó đã giúp cho mình có khá là nhiều cái lượng tốc độ đánh rồi. Và đặc biệt hơn, cái vị tướng gió cơ này các bạn đâu có giống như là con Van Helsing hay là những cái vị tướng nào mà đứng đánh chai đâu các bạn. Đa số và đa phần các bạn toàn dùng nhờ vào skill nha. Và đặc biệt nhất đó chính là cái nội tại của bạn, cái đòn bắn nội tại đó các bạn. Cái lúc mà các bạn thấy con gió cơ mà nó chỉa cái súng lên trời đó, cái súng mà nó chỉa lên trời đó là nội tại có rồi đó. Là cái súng chĩa lên đó bà con thấy không? Là bắn một cái thiệt chứ. Ứ hự liền. Một phát thôi là biết bao nhiêu lượng đam luôn á nha. Nói sao đi nè, anh nào bảnh thì cứ ra chơi. Thôi nè các bạn coi nè. Bông. Sao? Chạy. Vậy thôi. Hù tâm lý thôi. Cho nó ứ hự chơi các bạn à. Chứ ông nội tôi cũng dám bay vô nữa, nó quất chết à. Tao thôi giờ bỏ mẹ anh ra dách rồi các bạn ơi. Con đồ con cắm đậu chạy kìa các bạn à. Nó chạy mà thiệt chứ không thấy mình bản đồ luôn, nó chạy lẹ thiệt. Rồi. Hết sợt. Hơi. Nói gì cho ngầu giờ ta. Thôi chắc là chúng ta không nên bàn bạc về cái vấn đề này nhiều quá ha các bạn ha. Thôi chắc là bây giờ mình xin phép các bạn mình nói về cái vấn đề bu ngọc của vị tướng Joker này luôn nè.
Ở thì cái bộ ngọc mà đỏ mình dùng là 10 viên công vật lý và xiên giáp ha. Ngọc tím á mình dùng là 10 viên công vật lý và tốc độ chạy nè, chứ mình không dùng là 10 viên tốc đánh tốc chạy nha. Vì vị tướng giấc cơ này không cần thiết về tốc độ đánh nhiều lắm đâu. Nếu các bạn cần á thì các bạn dùng mục tiêu xong các bạn đáp đút xuống đất xong các bạn đánh thường thoải mái cho mình, vì lúc đó các bạn sẽ được tăng tốc độ đánh rất là nhiều nha. Và cái ngọc xanh á mình dùng là 10 viên công vật lý xiên giáp nha. Bất kể những vị tướng nào mà thiên về công vật lý thì ngọc màu xanh đều là công vật lý và xiên giáp nha. Aru nà ní bánh toàn dữ bay, đây mình sẽ combo kill cho các bạn coi nha. Đánh đường bật cánh tiêu, sau đó dùng chiêu một ngắm bắn phốc. Các bạn thấy ghê chưa, một lượng đam khá là dữ dằn dện đến từ vị tướng Joker đấy nha. Ngại gì mà không mua về mà luyện tập dùng để leo hạng các bạn, còn không á thì bạn nào có rồi thì luyện tập lại đi. Cái vị tướng này đa dạng lắm, các bạn có thể đi được online trừ đi gần nha, đừng bước đi gần nha các bạn nha, đừng bước đi gần tại vì mình đó giờ mình cũng không thấy ai đi gần cả, mà nếu mà có thì cũng đừng bắt chước theo nha, tại vị tướng Joker này không thích hợp để đi gần đâu các bạn ơi. Ok, thôi bây giờ chắc là mình xin phép các bạn mình nói về cái vấn đề bu đồ của mình ngày hôm nay trong cái clip này luôn nha. Ở đây mình cũng xin nói luôn là bu đồ này dành cho những bạn nào mà cầm vị tướng Joker đi ram nha. Còn mà đi lên á thì đừng có lên đồ này nha mấy ba mấy má. Đồ này là của đồ phụ trợ của mấy ông SB. Mà tại vì mình đi SB mà tem không hiểu ý, nó bích thêm mấy AD nữa, mình vừa SB vừa mít luôn. Cho nên là nó sai các bạn. Xanh cỏ rồi anh ơi, chơi cái gì thích quánh không? Rồi xong rồi bỏ mẹ rồi, cán rồi bà con ơi, ông nội tôi bật chiêu hai cũng được nữa, đậu xanh nó vánh heo xỉn này mắm vô thiệt luôn á. Nó chơi mà chơi ăn thôi bà con, tự mày ngồi mày chơi solo bà con ra cái đậu xanh mày coi tao chơi mày không né liền các bạn, chơi mấy ngày chi cho mệt nó bụi lắm thằng trưởng ơi, âm mưu bất thành thì chết thôi chứ chuyện đâu thằng căng chết chứ bị cắm đầu chết nữa bà con à, cũng gì khó khăn hết ha. Thôi bây giờ là chúng ta sẽ tập trung lại vấn đề bu đồ nè. Ở thì cái shop đầu tiên của mình khi mà vừa vào trận á, mình chọn đó chính là cái món trang bị phụ trợ nha. Thì cái món trang bị phụ trợ đó có tên là phong thạch. Ôi nay dữ dằn dện bay nhớ tên đồ luôn, dữ quá luôn á. Nãy nghiên cứu rồi mấy bà má, quên hoài đâu được đâu. Ở thì là mới vô mua phong thạch nha, sau đó là không lên nữa, để yên đó. Qua shop thứ hai chọn cho là đôi giày Hermes nha. Thì nó sai đi các bạn, túm cái đầu cũng ra dách vả bổ mà nó các bạn. Rồi ông theo dõi anh bời tỉnh tự tin và đừng cây cú chứ hả, chuyện đâu căng anh, em làm gì đâu mấy anh, em làm gì mấy anh đâu, em giết ra dách mà trời ơi luôn. Em này nóng tính quá các bạn à, nó tính nóng mà nó còn nhỏ công cao nữa thì thôi nhé luôn á. Ở đây nhớ nha, chơi đầu game mua cái món trang bị phụ trợ thôi, rồi sau đó để yên ở đó. Qua cái shop thứ hai lên đôi giày Hermes. Cái vị tướng Joker này đừng có lên đôi giày kiên cường hay hậu vệ nha, các bạn cứ lên đôi giày Hermes cho mình, chạy rất là lẹ luôn các bạn ơi. Ở thì khi mà lên xong đôi giày ở shop thứ hai thì các bạn qua cái shop thứ ba luôn nha. Các bạn lên cho mình là cây thương xiên phà để các bạn lấy một cái lượng đam để các bạn đi cấu rỉa máu đối phương nha. Rồi sau đó khi mà lên thành công xong cái thương xiên phà ở cái shop thứ ba, các bạn quay trở về cái shop đầu tiên, các bạn lên hoàn chỉnh cái món phụ trợ giúp mình nha. Tùy vào cái tình hình trận đấu mà các bạn chọn cái món phụ trợ nữa. Điển hình như tem bên kia mà đang trong trận đấu này mà có một cái vị tướng nào đi rừng hoặc là đi lane á, điển hình như có nhậu khỉ hay quy lane đi, mình sẽ không chọn cái lệnh bài này mà mình sẽ chọn cái nhẫn mà gọi là cái nhẫn phong thần đó các bạn. Thì cái nhẫn phong thần á bật lên các bạn sẽ thấy sai rất là xa luôn, gọi là chết tầm nhìn đó các bạn. Mấy nào mà tàn hình các bạn bật lên là nó lộ màn hình nó ra liền luôn nha. Ủa lộn, nó lộ cái bản mặt nó ra liền luôn nha. Còn cái lệnh bài phong tần á thì cái lệnh bài mình đang dùng đây thì là nó sẽ giúp ích cho mình là khi mà trong những tình huống mà cấp bách á, mình bật lên mình sẽ có một cái lượng giáp ảo khá là lớn luôn, và đặc biệt hơn mình sẽ có thêm một tốc độ chạy cũng khá là cao nữa các bạn à. Ở thì khi mà quay trở lại cái shop đầu tiên, lên thành công xong cái lệnh bài phong thần là cái món phụ trợ đó các bạn, thì cái shop thứ tư á các bạn hãy chọn cho mình là cái nanh Fanny nha. Cái nanh Fanny này sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều luôn, nó sẽ cho các bạn một cái lượng đam rất là khủng luôn. Các bạn bam skill vào điển hình như bắn skill 1 này và đánh tường nè, một lượng đam khá là khủng luôn, chà bá lửa luôn á các bạn ơi. Và cái shop thứ năm á mình chọn đó chính là phối hợp kiếm ha. Và cái shop cúng cùi này nó mới quan trọng nè, nó có hai cái sự lựa chọn cho các bạn nha. Một là liềm đột mệnh, hai là cái giáp hộ mệnh, các bạn lên cái nào cũng được hết, tùy các bạn nha. Ở thì đó là toàn bộ bu đồ của mình ngày hôm nay trong cái clip này nha. À mà nè, nếu như mà các bạn xem cái clip của mình á, các bạn cảm thấy nó vui, nó hài, nó ý nghĩa, nó mang tiếng cười sảng khoái cho các bạn khi các bạn xem, thì các bạn nè nhớ đăng ký kênh của mình nha, và để lại một like và một comment để giúp cho cái kênh của mình cũng như là cái clip của mình nó được phát triển nha các bạn ơi. Chân thành cảm ơn các bạn. Ơi bớt hoàng hoại đi anh gấu chó ơi, bớt hoàng hoại đi anh ơi, anh hoàng hoại làm chi không, tao ụ xanh nó dảnh bụng nữa rồi các bạn à. Rậy một nơi, người một nơi,
và cái bụng thì chĩa lên trời chà bá lửa luôn. Trời ơi, nhìn gấu chó dễ cưng quá các bạn ơi, nhìn nó dễ thương thiệt á, cái bụng nó chà bá lửa luôn các bạn ạ. Quá đẻ, quá phe. Ê, hình như là có thể kết thúc trận đấu được đó các bạn ơi. Team của nó còn có 2 người à. Đậu xanh mày nè, ga dắt bơm thúi lông thằng trưởng anh. Thúi quát luôn thằng thọ. Một phát một thôi các bạn thấy ghê không, ghê không, ghê không. Thêm một cú nổi nữa nè, đâu đến đâu cũng chết rồi các bạn ơi. Và trận đấu có lẽ sẽ bế mạc tại đây. Trời ơi, 5-3D. Hồi nãy thằng nào tuyên bố 6 phút thì ren nó tao quên rồi. Đậu xanh nó luôn chơi mà bi quan quá bay. Rồi luôn nguyên rồi các bạn ơi. Thôi không nhây nha, anh gấu chó bình tĩnh đi anh ơi. Rồi đánh chủ thôi mà anh căng quá anh. Rồi trận đấu đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều vì nãy giờ các bạn đã bỏ thời gian quý báu của bạn ra xem cái cờ nhiếp ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cờ nhiếp tiếp theo vào ngày mai.